đẩy lùi Covid, quy tắc 5K, rửa tay khử khuẩn, tránh giơ va chạm, khai báo y tế mỗi ngày mọi nơi, khẩu trang luôn có trên khuôn mặt xinh, gặp nhau cũng được nhưng không tụ tập, khoảng cách an toàn 2 mét giữ xa, quy tắc 5K nhớ nha cả nhà.